Em mời chị gọi món ạ. Hả? Em mời chị gọi món ạ. Em nghĩ sao chị gọi món vậy em? Cuộc đời chị từ đó tới giờ không bao giờ hả chị đi mà chị nhìn menu hết trơn á. Cái quán này nè, có bao nhiêu món lên hết cho chị. Ông Vàng, ông ra đây ông ăn hết cái đống này cho tôi. Cái gì vậy? Ông Vàng, ông đâu? Ra đây nói chuyện với tôi. Ra đây. Tại sao vậy? Tại sao rác nhà ông không giục? Ông có giục qua địa phận cái quán tôi hoài vậy ông Vàng? Trời đất ơi, cha già đâu? Ra đây. Ông ra tôi đập quán ông đó. Phục vụ đâu? Đi vô em ạ. Đi vô. Ông Vàng đâu? Đi vô. Nè, con mẹ vào. Quéo kìa. Làm gì vậy? Trời đất ơi. Bà với cái bịch rác này nè, đi ra khỏi quán tôi, nhanh. Gì? Gì bé? Bé nói gì chị bé? Chị nói bé nói chị già mà quéo hả bé? Cái đầu bé chắc không quéo như đầu chị à. Nè con cá trê già. Ê, trời ơi. Cái này hợp với bà hơn á. Trời, con cá thòi lòi này mày dám chửi tao hả? Đó ai thòi lòi? Tao nói mày đó. Ừ tôi thòi lòi vậy còn đỡ hơn bà. Sao? Bà là bà già quắn quéo không? Tóc bà nó quắn quéo mà quéo giống như là hai cái xương chéo ở ngoài cái trụ điện á. Đó kiểu hai xương chéo mà để vậy nè. Để cái đầu bà vô là y như cái đầu lâu hai xương chéo luôn á, biết không? Con này khùng. Ai khùng như mày hết. Nhìn tao ít chứ mày nói cũng phải cỡ cá voi chết sình thì người ta mới tin. Chứ ở đâu ra mà hai cái xương chéo mà đủ bù vô cái tướng tao. À là bà tự nhận bà là cá voi chết sình. Ừ rồi sao? Thì cái mùi sình của bà nó hợp với cái mùi rác lắm, thấy không? Mình ở nơi nào thì mình đi về cái nơi đó. Bà với cái bịch rác này nè, đi ra khỏi quán tôi, nhanh. Gì? Nói lời chị nghe coi. Đi ra khỏi quán em. Em là gì đây đuổi chị? Tôi là người yêu của chủ quán, được chưa? Người yêu chủ quán? Ừ. Trời đất ơi. Chóng mặt luôn á trời, nghe cái chóng mặt luôn á trời. Ông Vàng đâu? Ông Vàng ơi, ông Vàng ra đây. Trời đất ơi, châu già phái gặm cỏ non ha. Bữa nay rõ ràng rồi ha. Mà con này không phải cỏ non. Mày là hồ ly tinh. Hồ ly tinh hả? Vậy thì con hồ ly tinh này nói cho bà biết, tôi sắp trở thành vợ sắp cưới của chủ quán ở đây. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là tao khẳng định luôn, mày không phải là hồ ly tinh. Mày là con cáo chín đuôi. Ê bà vừa phải đi nha bà. Ừ. Cáo chín đuôi hả? Ừ. Ừ vậy thì cáo chín đuôi này sắp sửa trở thành chủ quán ở cái nơi này. Ừ vậy. Vậy thì tao cũng khẳng định luôn. Tao nói gì nữa? Mày tao nói gì nữa? Mày tao nói gì nữa? Mày là vợ chủ quán. Ờ, vậy thì có cớ đuổi bà đi rồi đúng không? Bà với cái bịch rác này biến ra khỏi quán tôi, nhanh. Ờ, tự nhiên cái biến. Tao người chứ tao đâu phải thần đánh đâu. Mày muốn biến, tao biến. Mày bị điên hả? Giờ tao không biến đâu, mày làm gì tao? Bà con lắm hả? Trời ơi, tao không đi đó con. Mày làm gì tao? Mày kêu ông Vàng ở đây nói chuyện với tao không? À, đúng rồi, tôi đâu dám làm gì bà. Cái thay bà bự như vậy mà. Ừ. Tôi nhỏ lắm không? Tôi đi nhỏ, tao đâu làm gì bà. Nhưng tôi sẽ số quá. Ê, 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 con quỷ. Quỷ mất dạy, chơi mất dạy mày. Sao? Tao ăn cuốc cao mày xô tao té cắp đầu rồi xong quỷ. Thì đáng mà lắm liêu liêu. Thôi mày liêu liêu đó tao, mày làm như đôi bạn nhưng mày liêu liêu. Nắm gịch đầu sao mày ra chứ. Mày lại đây. Nè, mày quỷ đây. Của bà. Ê, trời. Mày trời. Mày lại đây. Bà Tư, bà Tư. Quỷ. Bà sao bà Tư đánh người ta vậy? Mày coi kìa. Mày coi xô tao té cắp đầu kìa. Ai biểu không chịu qua là khỏi quán này làm chi? Nó chủ quán đuổi tao kìa. Thôi hai người nhịn nhau một tiếng đi. Địch giác thôi đúng không? Để con mang qua được chưa? Dọn giùm chị đi cưng. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Đá ghê vâng ạ. Của chị hết 1.700.000 ạ.
Nguyên cái đống này mà 1,7 triệu á hả? Sao rẻ dữ vậy em? Cái quán mình nha, vừa ngon mà đồ ăn còn vừa rẻ nữa. Chị biết rồi em. Dạ. Thế này, đừng nhìn chị đang nhìn răng á. Nhưng mà chị ơi, chị ơi, chị ơi, mình ăn rồi ấy, nhưng mà chị chưa thanh toán cho em. Phiền chị thanh toán cho em ạ. Ủa em ơi, cái việc của chị là ăn, còn thanh toán á là chồng chị thanh toán cho em. Hả? Nhưng mà chồng chị là ai ạ? Chủ quán này. Cái gì? Chồng chị là chủ quán này? Có gì đâu bất ngờ em. Thôi để chị khẳng định lại cho em biết luôn nha, trước lạ sau quen, sau này biết mà xưng hô với nhau. Sắp tới á, chị sẽ trở thành vợ của chủ quán. Tao ứa cái vị trí đó quá trời à. Ủa, bà già chưa dơ, qua đây chị nữa. Tao qua tao kiếp mày tao chơi dao đó được không? Trời em nè, thấy chưa nè, chị chủ rồi khách nha. Chị để em giải thích. Cái gì? Qua đây làm cái gì? Sao mình còn mang cái bịch rác này qua đây nữa? Hồi sáng là tao đem cái bịch rác qua đây để tao kiếm chú mày. Nói chuyện, mày đem bịch rác mày dục mày tính phi tang hả? Tao gom bịch rác qua đây. Cái đó là chuyện nhỏ ra cái chuyện quan trọng này. Ê con kia, giờ tao hỏi mày nè. Hồi sáng mày nói với tao, mày sẽ là vợ sắp cưới của chủ quán này. Mày nói rõ ràng, ba mặt một lời với tao. Ai kiếm chủ quán, có chủ quán đây. Ủa trời, đông đủ dữ ta. Trời ơi, nhân dịp đông đủ khách khứa như vậy, và lời nói đầu tiên cho phép ba vàng của tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị quan viên hai họ đã có mặt trong cái quán của chúng tôi ngày hôm nay. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Ôi trời, đồ trâu già phái gặm cỏ non. Cái thân vậy đó, bà quen với con nhỏ này. Trời, quen với con nhỏ này. Chú có sao không chú ơi? Đừng quánh tôi. À chà, sao vậy hả? Mất cái gì vậy? Ủa? Cái con mẹ vậy? Bà làm cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra trong cái quán của tao? Con đâu biết đâu, thì tại vợ tương lai của chú ấy. Vợ tương lai thì cái chị này nói là vợ tương lai của chủ quán, mà chủ quán lại là chú. Chú giải thích đi. Cái gì vậy bà nội? Hả? Ê con cá thòi lòi mắc cạn kìa, mày từ đâu tới đây? Mày nhào vô quán này rồi mày nhận mày là vợ của chủ quán, trong khi chủ quán là tôi. Hả? Rồi sao? Cái tuổi này nè, bao nhiêu tuổi này nè, rồi bao nhiêu tuổi này nè, cưới nhau về còn sao? Nó đem động phòng, chưa kịp động phòng mà động quan tôi trước rồi đó. Biết cưới bà về làm gì? Nhổ tóc bạc cho tôi hay chi má? Ê mà khoan. Cho tao hỏi một cái. Là hồi nãy á, cái con quỷ này nè, nó nói nó là vợ của chủ quán. Dạ. Là bé Ngọc có nghe không? Nhưng như có nhớ không lầm, hình như là bé Ngọc nghe rất rõ. Mà còn nói là đang là người yêu, sắp tới sẽ là vợ, mà tương lai nha sẽ làm chủ của cái quán này. Thôi chết mẹ tao rồi. Hèn chi, hồi nãy bà chọi cái bịch rác vô mặt tao là đúng rồi. Hên là nãy bà bịch rác nha, bà bịch miệng mà bà đè cái thay bà lên là chỉ có chết thôi. Ê, cá thòi lòi mắc cạn, nhờ một chuyện được không? Câu như nãy giờ xí xóa bỏ qua hết, đi với chú qua đây một cái, qua bên kia giải thích tường trình giùm với mẹ Ngọc giùm chú một cái. Mày chu mỏ với tao không? Chú, hả? Chú. Mày vô đây mày vu khống tao đã đời, bây giờ tao kêu mày đi giải thích với người ta mày chu mỏ không? Không phải, chú không hiểu con. Mày làm cái gì mà mắc cái gì tao phải hiểu mày? Thực ra là hồi nãy con không có cố ý con nói như vậy. Tại vì cái bà đó đó, bà vô đây ha, bà quăng cái bịch rác lên ngay cái bàn vậy nè, ngay cái chỗ con ngồi. Xong rồi ha, bà nói nặng nói nhẹ con tức quá cho nên là con mới nói. Nhưng mà thực sự là con nói là có ý đúng đàng hoàng. Tại vì ý gì mà đúng? Người yêu con là chủ của cái quán này chứ bộ. Nhưng mà không phải chú. Dạ thưa mẹ, con là chủ quán,
Tôi ở đây là chủ quán danh chính ngôn thuận của cái quán này. Vậy sao ảnh nói với con á, cái quán của ảnh là quán này. Thì nếu mà quán của ảnh là quán này thì ảnh tức là ảnh chủ quán của cái quán này. Ai nói? Bà xã. Bà xã. Ơ chồng. Trời ơi con ngon. Trời ơi, sao giờ mới về? Chú nó hành xách em nè. Giang ra. Chị chú, cái gì vậy trời? Người yêu con này anh nói quán này của anh là đúng không anh? Sao mày? Dạ. Ai vậy? Dạ, bạn gái con. Bạn gái. Bạn gái. Chú dạ. Wow. AKA người yêu. Đó, người yêu. Yeah. Là bạn gái. Dạ đúng. Nhỏ này làm nghề gì á? Dạ, nghề gì kệ người ta chú ơi. Sáng nay nó mới phóng hỏa nhà tao. Vậy? Nó đốt cháy nguyên cái lâu đài tình ái nhà tao. Trời, chú làm lố mà nhìn con nhà người ta nét na thủy mị, tay chân yếu mềm như thế kia mà chú nói là chú đốt nhà cái lâu đài tình ái của chú với ở dì Ngọc hả? Không có đâu. Mày còn nói không có đâu. Không có đâu. Không phải đâu. Gì chú, không lấy chú cục quá à. Mày á, mày nãy giờ mày không biết nó làm gì trong quán tao đâu. Nó tự nhận nó là vợ của chủ quán. Nó là vợ tao. Nó nói cho bà Ngọc nghe, bà Ngọc sáng ba bịch rác lên trên đầu tao. Lúc đó ai làm chứng cho tao, ai dễ thương con này hả? Nhìn kìa, trên thì hở, dưới thì ngắn, ăn mặc lố lăng. Chú, nói bạn hai con thế, kỳ cục quá à. Tì cái gì? Nè, cá thòi lòi. Nãy giờ các bạn ăn là nhiêu tiền? Có bill nè. 1.700.000 ạ. 1.715.000. Coi như bữa nay xí của hồn á. Mời cô ra khỏi cái quán của tôi. Mời ra khỏi quán của nhẹ chú. Nhẹ nhàng á, đó là nhẹ nhàng văn từ của mấy người bán quán ở lịch sự á. Biến. Chú. Anh nói với em sao? Anh là người yêu của em. Mà bây giờ trước mặt ông chú già này, anh không bảo vệ được em. Lúc đầu em còn tưởng anh là chủ của quán này. Ai về anh chỉ là cháu của chủ quán à hả? Anh có biết cái vị trí giữa chủ quán lại cháu chủ quán nó xa tới cỡ nào không? Tôi trao cho anh yêu thương mà cuối cùng anh trao cho tôi một cú lừa hả? 1.700.000 là còn rẻ đó. Tôi với anh chia tay đi. Em cái tóc mày xù như con chó bu đồ gì đó mà mày hất cái gì mà mày hất? Hất mà không có một cọng tóc để hất nữa. Còn mày, mày cõng rắn cắn gà nhà. Mày bưng con quỷ cái nó về đây, nó chử lên trên đầu tao, rồi nó làm nhục thằng em mày. Nó phá nát gia can của tao với bà Ngọc. Bây giờ mày giải quyết làm sao? Nhưng mà dù gì cũng là bạn gái con, chú nói như kiểu là bạn gái con đào mỏ không bằng á. Con là cũng không chơi với chú nữa. Oh yeah. Oh Trang. Trang ơi. Ủa là tao chơi đồ hàng với mày hả? Mày không chơi với tao nữa. Mày thấy rõ ràng không? Mày cái gì vậy mày? Cầm sừng ai thì cầm chứ anh đừng ngực. Bước ra, mày đứng đây, mày không được đi nha. Ở đây là giờ nguyên quán nãy giờ 4 năm mặt một lời, chỉ còn một mình mày đứng đây thôi nha. Bây giờ chỉ có mày thôi. Đi với chú qua bên nhà bà Tư. Nói với bà Tư Ngọc là nãy giờ chuyện làm chứng cho chú nó không có. Chuyện này cũng nói với thằng kia không có tính với chú, được không? Sao chị Ngọc ạ? Ngọc trời trời. Ê mày. Ê mày này, bà coi đi, có tức không? Người ta xinh đẹp như vậy á. Trời ơi, xinh đẹp như là ánh hoàng hôn vậy á. Phải chiều nó mới có. Tôi thấy có xinh gì đâu, nhìn còn lớn tuổi hơn ông nữa. Dạ. Mà ông quen hồi nào sao tôi không biết? Tôi quen được mới có một tuần à, trên mấy cái app hẹn hò á. Ê, bà chơi không? Tôi chỉ cho bà ha. Trên đó tôi thấy có mấy cái anh ngon dai lắm mà, lực lắm mà. Thôi. Tôi có người tôi thích rồi, khỏi cần tải mấy cái app đó đâu. Ừ. Nhưng mà tôi thấy ông của ông nói cũng đúng mà. Ai biểu ông lớn tiếng làm gì? Nói bà cũng có hiểu đâu, bà có yêu đương quá gì đâu. Nhưng mà tôi thấy mấy cái app hẹn hò gì đó
Không phải nói xui chứ cũng nghe nhiều cái lừa đảo lắm á nha. Gì? Nói gì? Lừa đảo hả? Ừ. Đó đó, nói chuyện mấy đứa ế, chuyện yêu đương mệt lắm, nó khó chịu ghê luôn á. Tôi nói này, tôi với cô ý quen nhau được một tuần rồi, và lại tôi có cho cô ấy được đồng nào đâu, cùng lắm là tôi ship cho cô ấy mấy món ăn, mấy cái đồ ăn không mà, chứ có cho tiền đâu mà lo mấy cái chuyện đó. Này, mấy ly trà sữa cũng không bao nổi mà. Ừ, nói gì vậy? À, đâu, tôi có nói gì đâu. À, cái bữa ăn đó ông tôi bắt tôi trả, mà sinh nhật của em là thứ hai tuần sau rồi, không mấy bà cho tôi mượn tiền được không? Đó ở gì đắn đo ở. Mà ông tính mượn nhiêu? Thì cũng không có nhiều hết á. 5 triệu. Gì? 5 triệu? Quà gì mà 5 triệu lận? Ờ thì tôi tính mua cho cô ấy cái túi xách á, mà cô thích lâu rồi. Nhìn cô tội lắm. Mà tại cũng là lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, nên là tôi muốn chuẩn bị cái món quà gì ấy, mà cô nhìn vô là cô phải xúc động này, cô phát khóc này, ứa hai hàng nước mắt ra, nó mới cảm động, hiểu không? Đó, là cái kế hoạch của tôi. Ý, được không? Nha. Hồ đây. Thôi được rồi, túi về tôi đưa cho. Thiệt nha. Cảm ơn mày nha. Ôi cha, gì tự nhiên đập bàn vậy? Tôi kể câu chuyện cho bà nghe. Chuyện gia đình không kể ông chứ, bắt gì qua quán tôi đập bàn đập ghế. Ê con mẹ già kìa, con gấu bắt cực vĩ đại kìa. Bà vừa phải bà thôi nha, bà kêu tôi qua đây kể câu chuyện cho bà nghe. Rồi bây giờ bà nói là kể câu chuyện gia đình tôi. Kể đàng hoàng được không? Kể văn hóa, văn minh, văn nghệ được không? Bắt gì phải đập bàn đập ghế, đập đầu tôi không? Đập đầu tao kiếm cục gạch tao đập không? Ê, nói vậy là làm việc hả? Hả? Cha già này không bao giờ mà nói chuyện với ổng được một hai câu hết á. Chắc tôi nói chuyện được với bà chắc. Ừ, nói cái là muốn gây lộn mà. Trời, chắc tôi hiền à. Trời, làm gì đẹp lắm vậy. Đi đi đi, không thích nữa, không chơi nữa, đi về. Làm gì bà đẹp lắm gì đó. Ừ, khỏi. Ôi, ông bình tĩnh đi ông. Ôi, bà đừng có giận ông nữa mà. Bà tức không? Cái gì? Bệnh tim. Tôi bệnh tim. Trời ơi, đập hoài. Bà có tức không? Tức. Bà tức cái mặt ông á. Nói ông hoài mà ông lì quá trời. Từ từ nói. Bây giờ nếu mà tức quá thì đi kiếm nó dạy cho nó một bài học. Đúng. Đúng. Dạy cho nhỏ nó một bài học. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mày điện cho ông Vàng đưa nơ lại đây chưa? Dạ rồi, con mới điện khi nãy rồi. Quay lại đó, nói bê bích đê gì kìa, chụp lại nhanh. Chúc mừng sinh nhật của em. Em ước nha. Em ước đi. Xong. Thổi nha. Thổi đi. Ờ, em thổi qua tới đây luôn. Nãy em ước gì vậy? Em ước á, anh mãi là của em. Còn anh ước em mãi đỉnh. Ơi, khoan đã, anh có món quà này cho em. Gì vậy? Ây da, anh, cái gì thật xí của vợ nó nằm bên đây, nó nằm trong túi. Anh cứ hay bất ngờ với em hoài. Nó nằm trong túi mà anh móc hoài. Một, hai, ba. Mở ra. Anh tặng hoài cho em đó. Em thích mấy cái tu ru lòng thòng này lắm. Cái đôi bông này, tao hôm bữa em vô tình em gửi lộn cái hình qua cho anh. Mà không ngờ anh mua liền hả? Ủa, em gửi lộn nhưng mà anh mua thiệt cho em đó. Quỷ hả, cái đôi này em thích lâu lắm. Em thích rồi không? Trời ơi, em cảm ơn ạ. Trời ơi. Nâng ly. Nâng ly. Chia. Trời ơi, anh ước gì anh được là cái ly gì vậy để em quạm vào uống.
Xiết nữa. Quảm lưu quảm. Hôm nay hạnh phúc lắm luôn á. Trời ơi, em thích quá trời luôn á. Cái bánh kem em cũng thích nè. Đôi bông tai này cũng thích nữa. Anh lúc nào hả cũng khiến cho em hạnh phúc. Cái mò này dễ mà dễ à. Em hạnh phúc là anh vui rồi. Anh có một món quà rất là đặc biệt muốn tặng cho em. Nữa hả? Nữa. Sao mà chương trình quà tặng dài quá vậy? Anh thích như vậy á. Trời ơi, mày chụp hình quay lén người ta gì ao nét hết. Mày đưa đây. Đúng rồi. Em cất cái này nha. Ờ, mấy em ơi, mấy em núp sau cái phát tài ơi. Tao làm cho mày không có lấy cái gì hết. Ê, chết mẹ. Em ơi, anh nhờ em xíu nha. Đi vô đây với anh. Em vô đây với anh. Đi. Em đứng đây nha. Em đứng đây với anh nha. Đứng đây cho anh. Em cầm cái điện thoại này. Em quay giùm anh cái đoạn mà anh cầu hôn bạn gái anh nha. Làm nãy giờ ngồi quay lén ngoài kia mệt muốn chết. À, em quay lén gì? À, dạ không. Ý là bây giờ em được qua trực tiếp, em rất là thích thú. Anh thích những người làm gì có tâm giống em á. Dạ. Em giúp anh nha. Dạ rồi. Được ạ. Cái trời ơi, cái gì? Làm ơn nhỏ nhỏ giùm em. Đi đứng cái kiểu gì vậy? Em đi bắt ghẹn. Bắt ghẹn cặp trong kia kìa, chị đừng có la tội nghiệp em. Cặp trong này hả? Ừ. Cái ông này là gì của bà? Chồng tôi. Ông dạ chị ơi, lỡ khoan, nó lộn má ơi, má làm gì vậy? Làm với chồng bà không bằng gì? Ừ, chồng tôi á. Ôi chị ơi, em bắt ghen giùm con quỷ cái kia kìa. Con quỷ cái kia là nó bắt cá 2, 3, 4 thai. Nó dụ thằng cháu em, bây giờ em phải lại em bắt nó. Ủa, vậy hả? Vậy là tụi mình hữu duyên với nhau rồi. Sao vậy? Tôi cũng đi bắt con nhỏ đó luôn. Trời, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nó nghe nào, một lát nữa mà tôi đánh á, mà tôi đánh không lại á, vô đánh phụ tôi nha. Tặng mà đôi guốc gắn lên đầu nó. Tuyệt vời. Quay với em nha. Dạ. Trang ơi, anh tặng. Cái gì vậy? À, vướng víu quá. Cái vậy? Trang ơi, em có biết không? Khi mà sáng hôm nay anh mới thức dậy từ lầu 6, anh có thể nhìn thấy những tia nắng mong manh đầu ngày. Nhiêu cara? Anh có thể cho em cả cuộc đời này. Nhiêu cara? Em yên tâm đi. Khi mà em ở bên anh sẽ cho em rất 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 nhiều cara. Không phải, ta hỏi cái này nè. Nhiêu cara? Nhiêu mở cái nhẫn. À, cái này á hả? 24 giá. Đúng rồi. Ôi, nó chiếu kìa, long lanh. Em đồng ý. Đồng ý à? Ai vậy? Vợ anh hả? Chết cha. Đứng lại đó. Đứng lại đâu? Chị. Đừng đánh nó, mình có tội đó, muốn gì đánh chồng chị kìa. Ông ha. Ngán cơm thèm phở ha, ngán mỡ thèm xương. Được rồi, kỳ này ông về ông như xương ông với tôi. Anh đại gia, cô cứu em. Đáng lẽ mày im đi. Mày nhắc tao chưa tao nhớ. Trả cái viên cà rá lại đây. Cà rá nè, mày tao không có. Đại gia bây giờ thành đại hạ giá rồi. Về. Bao nhiêu lần? Mày ngồi yên đây, mày chết mày với tao. Mày mới có bay lớn à? Mày đặt bắt cá hả mày? Bắt cá 5-7 tay hả? Thấy lớn mày không bỏ, nhỏ mày không tha, sồn sồn mày làm tới. Bữa nay mày bắt nhầm ai? Mày bắt nhầm chồng của con cá mập rồi. Là mày tới số mày, chứ không phải chuyện chơi. Mày vô đây. Mày thấy chưa? Mày sáng con mắt mày chưa? Con thấy rồi nhưng mà chú bình tĩnh. Dì Ngọc cắm đầu kìa. Chị Ngọc ơi, em có sao không Ngọc ơi? Cái gì vậy? Tao thích từ đằng sau tôi không đâm tới không vậy? Chưa phá rồi, chết rồi coi. Còn mày nữa, mày sáng mắt chưa? Mày đi qua mày xử lại cho tao. Qua xử lại cho tao. Thì con,
Em có sao không? Trời đất ơi, mình bông lên đầu mày à, chứ có sao không? Dạ thưa cha, dạ sáng giờ con cực khổ, con đi bắt ghen cho cha. Bây giờ cha lại cha hỏi thăm nó có sao không? Bà Giang ra, mày có bị điên không nơ? Hồi nãy giờ vô đây là nguyên một cái cảnh này là bắt lấy bằng chứng ra cho nó coi. Đây, cái con này không phải là con cá thòi lòi mắc cạn, mà nó là cá thòi lòi thành tinh. Nó biến thành ngư phủ, một tay nó bắt 5-70 con cá, chứ không phải là một bắt cả hai tay nữa. Anh ơi, anh cần mọi chuyện không? Thôi em im đi. Anh đã rất hối hận vì anh không nghe lời chú của anh đấy. Anh trao cho em yêu thương, và rồi em trao cho anh một cú lừa. Anh nợ. Trả cái điện thoại. Mày bớt lừa cháu tao lại nha, mày ăn cắp điện thoại đó. Còn con này mày anh mày giấu cái mỏ mày ơi, mày nôn không? Tao nói nha, đáng ra là không bị đánh đâu. Tại cái mỏ này nè, làm cho dễ thương hả? Tao nói mày nghe nha, nó có thể bỏ tất cả, nhưng riêng tao là phải đòi đủ 1,7 triệu. Ủa, cái gì vậy? Đời mà có qua phải có lại. Chứ vừa cái tội bỏ rác qua nhà tôi,